ơi, mùa đông sắp đến rồi và mình đã có một địa điểm nào rất là hay muốn rủ bạn bè người thân đi ăn uống hoặc là nhậu nhẹt như kiểu là ăn lẩu này, ăn nướng này vào mùa đông trời rất là ấm áp đúng không? Vậy thì từ địa điểm trong tiếng Anh là gì nhỉ? Chắc chắn là từ này rất là nhiều bạn biết rồi đúng không? Yeah, chúng ta sẽ có một chữ rất là đơn giản thôi, đó là chữ này đúng không? Vậy thì chữ này trong tiếng Anh phát âm như thế nào? Chúng ta đọc thế nào? Chúng ta có ai đọc là location không? À, chắc chắn là location đúng không? Bao nhiêu bạn location giơ tay nhá. À, rồi bản thân cô ngày trước thì chúng ta cũng không hay quan tâm lắm đến cách đọc đúng một từ tiếng Anh bởi vì là chúng ta học trên trường á, thì chúng ta cũng thấy là học ở trên trường thì không bị quan trọng quá về phát âm này. Thầy mình nói sai nhưng mà thầy cô bản thân thầy cô cũng nói sai thì mình sẽ thấy là mình không có vấn đề gì với đánh vần với phát âm tiếng Anh. Nhưng mà để nói tốt tiếng Anh và để cho nó khi mà mình nói nhiều, nói một cả một câu mà nó rất là smooth thì chúng ta sẽ cần đúng ngay từ những cái từ tiếng Anh. Ví dụ hai âm tiết trở lên nó sẽ đọc có nhấn nhá trong âm rồi. Nếu như các bạn đọc là location á thì location này chúng ta đang nhấn vào cả low và cả k. Thế thì đang đọc bị âm ngang mất rồi, location như tiếng Việt đúng không? Thế thì nó sẽ bị đọc sai. Và trong trường hợp mà khi mà các bạn đọc một nguyên âm sai, trong chữ này chúng ta thấy có một nguyên âm a này. Các bạn đọc nguyên âm A này sai á, thì các bạn phải đọc sang rất là nhiều nghìn từ tiếng Anh khác mà cũng đọc sai. Và từ này thì để mà đọc đúng á, thì có thể bây giờ bạn đang chột dạ và bạn nghĩ là à chắc là mình phải tra từ điển rồi. Tại vì là cô nói là location mà sai thì từ này đọc là thế nào được. Vì trước giờ mình đọc là location để cho chúng ta không cần phải mất thời gian tra từ điển và đến lần sau vẫn đọc sai từ này và vẫn đọc lại theo cảm tính hoặc phán đoán của chúng ta. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc với quy tắc về nguyên âm A đọc như thế nào trong tiếng Anh nhé. Là đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản. Bạn thậm chí là học sinh tiểu học cũng có thể hoàn toàn học được quy tắc này. Đầu tiên thì chúng ta còn nhớ lại 4 câu hỏi trong các quy tắc đánh vần không nhỉ? Trong quy tắc đánh vần thì chúng ta câu hỏi đầu tiên khi nhìn thấy một từ dài hơn một âm tiết này thì chúng ta đã phải làm gì rồi? Một là các bạn sẽ phải xác định giúp cô xem trọng âm nằm ở đâu. Thì trọng âm nằm ở đâu thì các bạn sẽ nhìn vào dấu hiệu nhận biết trọng âm nhé. Thì chúng ta đã học một bài giảng liên quan đến đuôi IA, IE, IO, IU. Thì các bạn còn nhớ là đuôi này thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào đâu không? Đúng rồi, đuôi này mà sẽ nhấn vào trọng âm vào nguyên âm ngay trước nó, đính chính là nguyên âm A, nguyên âm A đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đọc nguyên âm A này thành là âm gì trong tiếng Anh? Và các bạn thấy là cái nguyên âm A thì trong tiếng Anh nhiều từ xuất hiện lắm. Ví dụ như là từ từ nước Mỹ đúng không? Đó, từ nước Mỹ này cô cũng có cả âm A này, âm A này. Nhưng mà chúng đọc không giống nhau đâu nha. Cũng có thể đều là chữ A và chữ A đúng không? Hoặc là chữ người Canada này. Đúng không? Thế thì những chữ này, những nguyên âm A như thế này đọc có gì khác nhau? Đều là mặt chữ thì đều là chữ A, nhưng cách đọc thì có gì khác nhau? Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng đi phân tích xem cách đọc chữ A tiếng Anh, nguyên âm A nhấn trọng âm tiếng Anh là gì nhá. Để xác định cho câu hỏi thứ hai là nguyên âm nhấn trọng âm đọc là gì thì chúng ta sẽ cùng đọc với quy tắc đánh vần của nguyên âm A khi được nhấn trọng âm nhá. Các bạn nhớ là khi được nhấn trọng âm nha. Còn khi không nhấn trọng âm thì A đọc là gì? A còn nhớ là khi mà A không được nhấn trọng âm thì A đọc là ờ nhé các bạn. Là ờ, chính là schwa đấy ạ. Rồi, thì nguyên âm A được nhấn trọng âm thì có hai cách đọc. Một là âm A, chúng ta rất là quen biết từ này rồi đúng không? Và thứ hai là âm ebet này. Thì ebet đọc như thế nào? Ebet chính là khi mà các bạn sẽ mở rộng miệng ra một chút và mình sẽ đọc là A, hạ cằm đúng không? Mở rộng miệng hạ cằm, thế thôi. Rất là đơn giản, A. À, các bạn liên tưởng đến từ con mèo á, thì từ con mèo chúng ta không đọc là cat đúng không, hoặc là không đọc là cat nhỏ như thế, mà chúng ta sẽ mở rộng miệng ra một chút, cat. À, I wear a hat, cat, hat, fat. Nguyên âm A nhấn trọng âm đọc là A. Thì chúng ta sẽ quy tắc rất là đơn giản, đó là khi A cộng 1 phụ âm trừ error, khác error đấy ạ, phụ âm này khác error nhá. Vì phụ âm có chứa error đằng sau A, nó sẽ học trong bài sau, vì nó sẽ có cách đọc rất là riêng. Và đằng sau nó, sau phụ âm này sẽ là 4 nguyên âm như sau, IA, 4 cặp nguyên âm IA, IE, IO và IU. Đó, thì các bạn sẽ đọc trong trường hợp này nguyên âm A nhấn trọng âm đọc là A. Còn không nhấn hoặc là khác trường hợp trên thì sẽ đọc là A. Tức là khi mà sau A, một tip dành cho các bạn rất là đơn giản, đấy là sau A này chúng ta thấy không có 4 I này. Cô sẽ gọi tạm cái phần IA, IE, IO, IU này là 4 I nhá, để chúng ta có thể phân biệt và đọc liên tưởng nhanh hơn. Nào thì bây giờ quay trở lại giúp cô xem ví dụ này á. Thì chúng ta là có trọng âm nhấn vào âm A. Và trong trường hợp này sau A là một gì ạ? Một phụ âm nhá, khác R nhá. Và sau nó là một I, gì? IO đúng không? Thì cô sẽ đọc A này là âm A. Ok, A.
Rồi, nguyên âm A nhấn trong âm A này, chữ cờ, cờ đứng trước A thì đọc là gì? Là k, đúng nhỉ? Là âm k. Và nhấn trong âm nó sẽ đánh vào dấu sắc vào đây được chưa nhỉ? Vậy là đã xong một một âm tiết trong từ này rồi. Âm tiết còn lại đuôi này thì chúng ta cũng sẽ đọc nhanh thành là đuôi tờ đứng trước io thì chúng ta đọc là âm sh. Và trong trường hợp này thì io đứng sau âm tờ đúng không nhỉ? Thế thì io chúng ta sẽ đọc là âm ờ, âm ơ luôn ạ. Rồi, và còn chữ l thì mình sẽ phụ âm này giữ nguyên, nó sẽ hạ l xuống này. Và nguyên âm o không nhấn trọng âm, mình sẽ đọc là âm schwa, chỉ đơn giản là âm ơ thôi. Vậy thì chữ này của cô có đọc là location được không các bạn? Các bạn nhìn vào mặt phiên âm này. Mình nhớ nhá, khi mình đọc một từ tiếng Anh mình nhìn vào mặt phiên âm chứ mình không nhìn vào mặt chữ. Bởi vì mặt chữ mà các bạn chỉ nhìn mặt chữ và đọc theo phán đoán, đọc theo cảm tính thì chắc chắn các bạn sẽ bị đọc sai. Và như vậy là mình có thể sai hàng loạt các từ tiếng Anh khác nhau. Đó, vậy từ này chúng ta không đọc là location đâu ạ, mà chúng ta sẽ đọc là gì? Location. Location. Chữ L này các bạn đọc càng nhẹ, và cho thêm một dấu huyền vào. Những nguyên âm mà không nhấn trọng âm nhé, thì chúng ta đã thêm một dấu huyền vào, thì tự dưng giọng mình nó sẽ đi xuống. Và những âm mà cần nhấn trọng âm thì mình đọc rõ ra, cao ra, dài hơn một chút. Và với bạn nào mới bắt đầu luyện tập phát âm tiếng Anh chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể thêm một dấu sắc vào để cho giọng nó đi hẳn lên. Để sau này và khi mà mình nói nhiều tiếng Anh rồi thì mình có thể bỏ dấu sắc đi và chỉ cần nhấn dài ra thôi mà rõ ra hơn một chút là được. Location. Location. Đó, chứ không phải location.